Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Lạt lắm mộng mơ, sương răng răng phủ mờ, chiều lang thang trên phố ngắm mặt hồ xuân hương. Đà Lạt lắm mộng mơ, ngàn thông rêu rì rào, chuông chùa vang trong gió, hồn lư khách say mơ. Đà Lạt có ngàn hoa, mimosa nở rộ, lượn quanh có dốc núi, sắc nhuộm vàng thơm hương. Một tà áo nhẹ bay, chờ ai bao ngày dài, thương thầm đôi mắt nhớ, mong về chung ước mơ. Tôi yêu Đà Lạt, yêu rừng thông xanh, yêu đôi môi hồng của người em thơ. Thời gian bôi xóa những tháng ngày bên nhau, nhặt hoa anh đào mà lòng nghe xuyến sao. Tình đầu đã gửi trao, dù mai sau có về, lòng anh đây vẫn nhớ dáng của người em thơ. Và màu áo ngày xưa mình đi lễ nhà thờ, nguyện cầu cho hai đứa xuân này ta có đôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu kính mến. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con hôm nay ngồi đây để mà xin được thông báo vài điều, cũng như là đọc văn sao cho toàn thể quý vị. Chủ nhật vừa rồi, sau khi mà sư phụ giảng xong, trong người thì vẫn còn mệt. Hôm sau khi buổi sáng công phu 3 tiếng xong, sư phụ tự nhiên đau cả cái vùng bụng, sau đó đau dần ở bên phải. Cơn đau nó kéo dài liên tục chứ không có đau từng cơn. Sư phụ cứ nghĩ là bị trúng gió nên có nhờ mấy cụ ở dưới khu chuyên tu mà cắt lễ, nhưng vẫn không hết. Vì đau quá nên sư phụ quyết định đi lên bệnh viện Hoằng Mỹ ở Đà Lạt. Cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm Ngài gia hộ cho nên sư phụ khi đến đó gặp được bác sĩ phó giám đốc của bệnh viện Hoằng Mỹ. Bác sĩ này cũng cùng quê sư phụ ở Bình Định. Bác sĩ Vinh thì rất là giỏi, người rất là hiền lành, phúc hậu, thêm nữa lại biết Phật Pháp, rất cung kính người xuất gia. Tại bệnh viện Hoằng Mỹ ở trên đồi có một cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Mỗi buổi sáng mà khi đi làm thì bác sĩ Vinh đều thắp nhang lễ lạy Bồ Tát trước khi vào ca trực của mình. Thì hôm đó sau khi bác sĩ Vinh kiểm tra, khi khám thì mới biết được là sư phụ bị đau ruột thừa, cho nên bác sĩ đã nhanh chóng giải phẫu cho sư phụ. Sau khi chụp thuốc mê thì mổ trong vòng 30 phút, sau đó phải nằm khoảng 6 tiếng mới dần dần hồi phục. Sư phụ có nhắc mọi người nhớ chú ý
Nếu gặp phải tình cảnh mà bị đau tương tự như vậy thì nên nhanh chóng đi khám. Bác sĩ Vinh có nói đau ruột thừa là do khi chúng ta ăn vào thức ăn nó bị rớt vào nên ruột nó bị viêm. Trường hợp của sư phụ thì phát hiện kịp thời cho nên chỗ viêm chưa có làm mủ. Những ngày ở bệnh viện vì đau cho nên sư phụ không có ngủ được, không có ăn uống được. Mỗi ngày thì đều có truyền dịch vào nên người rất là mệt mỏi và mất sức. Sư phụ phải nằm viện 4-5 ngày mới vừa về lại. Khi xuất viện thì bác sĩ Vinh nhiệt tình đưa sư phụ ra về. Bác sĩ rất là quý cho nên có chụp hình lưu niệm với sư phụ. Trước khi về thì giám đốc và phó giám đốc của bệnh viện Hoàng Mỹ có kính mời sư phụ và quý thầy đến bệnh viện vào thứ ba tuần sau để mà tổ chức lễ phóng sanh và cúng thí lớn ở tại trên ngọn đồi ở gần cái tượng Quan Âm. Tuy nhiên bác sĩ nói là chỉ có mời quý thầy quý chú thôi, bởi vì tình hình dịch bệnh nó chưa có ổn thỏa cho nên không có tập trung đông người, cho nên thì quý Phật tử chúng ta không có đến tham dự được. Kính mong mọi người hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng. Ngày hôm nay chúng con vâng lời sư phụ chỉ dạy, toàn thể chư tăng tại chùa Quan Thế Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng vân tập tại bệnh viện Hoàng Mỹ thành phố Đà Lạt để tổ chức nghi thức tụng kinh phóng sanh, nghi thức cúng thí thực để cầu siêu cho các chư vị tại thành phố Đà Lạt cũng giống như các chư vị tại bệnh viện Hoàng Mỹ đã mất mà chưa được siêu thoát. Thì hôm nay cũng đầy đủ nhân duyên lành thì chúng con cũng được nhân duyên là sư phụ chỉ dạy để tổ chức cái buổi lễ cộng tu ngày hôm nay. Đặc biệt chúng con hôm nay được mạn phép để thay mặt sư phụ, vì sư phụ vừa qua phải mổ ruột thừa cho nên sư phụ không có thể lên trên dự buổi lễ ngày hôm nay được, cho nên sư phụ chỉ dạy cho toàn thể chư huynh đệ chúng con tại chùa Quan Âm để lên đây tiến hành buổi lễ. Thì trước mắt chúng con xin gửi lời tri ân đến toàn thể bác sĩ Vinh, là giám đốc bệnh viện Hoàng Mỹ thành phố Đà Lạt, cũng giống như chúng con xin gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ nhân viên công chức trong toàn thể bệnh viện đã hỗ trợ cho chùa Quan Thế Âm tổ chức buổi lễ được thành tựu viên mãn để hậu hướng cho các chư vị nơi đây được siêu sanh miền cực lạc. Thì hôm nay chúng con để tỏ lòng cái sự biết ơn đến tấm chân thành của tập đoàn bác sĩ đã lo lắng cho sư phụ, thì hôm nay huynh đệ chúng con đã đến nơi đây để tụng thời kinh để hậu hướng, cũng giống như hậu hướng cho toàn thể cán bộ công viên chức, mong ngưỡng nguyện tam bảo chư Phật gia hộ cho cộng đồng bác sĩ cũng giống như tập thể nhân viên để hậu hướng cho gia đình thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ và luôn có sức khỏe để hỗ trợ và lo lắng giúp đỡ cho không chỉ riêng mọi người trong thành phố Đà Lạt này mà tất cả những bệnh nhân đau bệnh, để lo lắng cho tất cả mọi người có sức khỏe thiệt là tốt. Và ngày hôm nay thì trước khi chúng con dứt lời thì chúng con kính mời bác sĩ cũng có đôi lời phát biểu cũng giống như tri ân đến sư phụ cũng giống như quý thầy đã hôm nay lên đây để tổ chức buổi lễ cộng tu ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con kính mời bác sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Quan Âm ở Hiệp An, kính bạch quý thầy hôm nay đến đây để làm buổi lễ cúng dường và cầu siêu cho tất cả các vong linh đã mất ở trên mảnh đất này. Hôm nay chúng tôi xin đại diện cho bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt xin tri ân tấm lòng cao cả của thầy trụ trì và tất cả quý thầy ở trong chùa cũng như quý Phật tử của chùa Quan Âm đã đến đây để cầu nguyện, cầu an cho tất cả những người
làm việc ở Hoàng Mỹ, gia đình của họ, cũng như là cầu siêu cho tất cả hương linh mà đã mất ở trên mảnh đất này được vãng sanh miền cực lạc. Chúng tôi hết lòng cảm ơn tấm lòng quý báu của quý thầy trong ngày hôm nay. Trên cái cương vị là những người thầy thuốc, chúng tôi luôn luôn rất là vui vẻ và đồng thời luôn luôn chăm lo sức khỏe của tất cả người dân ở trong cộng đồng của chúng ta. Và đặc biệt là hôm nay là một cái duyên rất là lớn, thầy đến bệnh viện và ở bệnh viện cũng đã cố gắng để cứu chữa, để giúp cho sức khỏe của thầy được là trở lại như cũ. Chúng tôi rất là vui vẻ trong lúc khi mà sức khỏe của thầy đã được bình thường. Thì với cái tâm nguyện của chúng tôi là luôn luôn làm những cái điều phước lành cho người dân, cho cộng đồng và cho chúng sinh. Chúng tôi luôn luôn là hướng về tất cả mọi người, làm sao sức khỏe của tất cả mọi người ở trong cộng đồng của chúng ta được tốt đẹp, và trong đó có sức khỏe của quý thầy ở chùa Công Âm nói riêng. Đấy. Một lần nữa xin đại diện cho bệnh viện xin cảm ơn thầy trụ trì, quý thầy trong đoàn hôm nay và tất cả Phật tử của chùa Quan Âm. Xin cảm ơn, và tất cả công đức này, mọi công đức mà hôm nay quý thầy đã gia hộ cho tất cả mọi người còn sống cũng như những người đã khuất, xin hồi hướng công đức này về tất cả chúng tôi, tất cả chúng sanh để đều trọn thành Phật đạo. Xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa qua là những lời tri ân đáp từ của bác sĩ Vinh, giám đốc của Bệnh viện Hoàng Mỹ. Thì chúng con rất là lấy lòng tri ân đến bác sĩ. Hôm nay quý thầy, thầy trụ trì và quý thầy cũng như quý Phật tử của chùa Quan Âm về đây giúp cho Hoàng Mỹ Đà Lạt cầu siêu cho quý hương linh được vãng sanh miền cực lạc. Thì đây là một cái duyên rất lớn giữa chùa Quan Âm với là Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Thì mọi việc trong cuộc sống này tất cả là tùy duyên. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Thì cho nên chúng tôi cũng hy vọng là có một ngày rất gần đây thì ban giám đốc của Hoàng Mỹ Đà Lạt sẽ ghé thăm chùa, đồng thời để vấn an thầy trụ trì cũng như là chúc sức khỏe tất cả quý thầy và những Phật tử tu tập ở chùa. Xin nói lời cảm ơn, và đồng thời cũng muốn, chúng tôi cũng rất là mong muốn như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Xin toàn thể đại chúng chúng ta dành một tràng pháo tay nữa để tán thán tỷ hỷ công đức của bác sĩ Vinh cũng giống như tất cả bác sĩ trong đoàn. Bệnh viện Hoàng Mỹ thì giá cả hơi cao một chút so với những bệnh viện khác, bởi vì đó là bệnh viện tư, nhưng mà bệnh viện khuôn viên rất là thoáng mát, thêm bác sĩ y tá nơi đây rất là tận tình, chu đáo và nhanh lẹ. Hầu như quý thầy quý chú mình ở đây bị bệnh đa số đi bệnh viện Hoàng Mỹ. Sư phụ gửi lời cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người. Sư phụ nói khi đau đớn thì niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát rất là khó nhiếp tâm. Sư phụ 50 năm rồi mới nhập viện lần đầu tiên chạm với sanh tử. Hôm đó trước khi giải phẫu phải chụp thuốc mê. Nếu mà chúng ta lúc đó qua đời thì rất khó vãng sanh, vì mê không biết gì cả, thật là nguy hiểm. Sư phụ nhắc nhở đại chúng hàng ngày cố gắng niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm để chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, lúc lâm chung được tỉnh táo niệm Phật. Nếu không, khi thọ mạng hết, ra đi đột ngột hoặc lâm chung bị đau đớn khổ sở, bị hôn mê thì không thể niệm Phật vãng sanh được. Năm ngoái sau khi dỗ sư cô Liên Phương thì sư phụ cũng tịnh tu một thời gian dài, nhưng sau đó có một số Phật tử tha thiết thỉnh sư phụ giảng pháp lại. Sư phụ thấy vậy nên mấy tháng nay giảng lại, nhưng mỗi khi giảng xong lại thêm tiếp khách nên trong người rất là mệt, phải vài hôm mới hồi phục sức khỏe. Sư phụ quyết định tạm ngưng giảng một thời gian, cho nên kính mong mọi người hoan hỷ cho. Sư phụ nói
quý Phật tử nên xem văn sao của Tổ sư Ấn Quang và xem lại những đĩa giảng cũ của sư phụ, trong đó đầy đủ những gì mà Tổ sư chỉ dạy chúng ta phương pháp tu hành. Sư phụ có giảng thì cũng bấy nhiêu đó mà thôi. Sư phụ nghĩ cuộc đời của người tu hành, đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, phóng sanh giảng kinh nhưng vẫn bị trả nghiệp mổ ruột thừa. Nhưng mà sư phụ nghĩ nhờ mỗi ngày tu hành tinh tấn, trì 108 biến chú Đại Bi cũng như niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm, cho nên nghiệp nặng chuyển hóa thành nhẹ. Tổ sư Ấn Quang cũng khai thị khi chúng ta gặp nguy hiểm như nước lửa, bệnh tật, trộm cướp, dịch bệnh lưu hành, vân vân, nhất là nỗi thống khổ khi bệnh tật, nên thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, chuyển bệnh nặng thành bệnh nhẹ. Sư phụ nói nên niệm ra hơi nho nhỏ và niệm thầm trong tâm sẽ được Bồ Tát gia trì. Đây là lời sư phụ gửi cho tất cả mọi người từ trong văn sao. Người niệm Phật cần niệm kèm thêm thần chú Đại Bi. Một, từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, Đại Sư Tự Thuật. 2. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Ta Bà, ngoài việc niệm Phật ra trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kiêm trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Yết ở Vĩnh Gia. 3. Nay sống tại chỗ thường có phi cơ bay tới, hằng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm, nếu chẳng dám ở lại, trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho kẻ khá chê cười ư? Quan chỉ trơ trọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chi còn có chuyện hoằng hóa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là trụ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông kinh sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Viết vào ngày 4 tháng 8 năm Nhân Quốc 26 1937, Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Biên Vô. Số 4. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh, tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Số 5. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Số 6. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng,
Thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Số 7, nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh, mỗi người một bao tro hương đại bi, tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa, nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay, nhấc chân, làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ác sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Cho nên khinh nhờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà. Để tỏ lòng kính trọng, đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936. Vào triều đại Nguyên Ngụy, có một tăng nhân pháp hiệu là Thích Đạo Thái ở tỉnh Xá Hoành Dương, huyện Thường Sơn. Vị tăng nhân này từng nằm mộng thấy có người đến bảo rằng số mạng của ông sẽ kết thúc vào lúc 42 tuổi. Đến năm đó thầy mắc bệnh nặng, trong tâm tự nghĩ chắc là không qua khỏi, nên thầy đem y bát và tất cả bạc tiền, đồ đạc vân vân làm lễ trai tăng bố thí rất lớn để cầu phước. Có người bạn đồng tu thấy thế bèn nói: tôi thấy trong kinh Phổ Môn, chính kim khẩu của bổn sư Thích Tôn dạy ngài Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu có người nào thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại thêm suốt đời đem thức ăn uống y phục đồ nằm để cúng dường theo ý ông nghĩ sao, công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có được nhiều chăng? Vô Tận Ý Bồ Tát thưa: rất nhiều, thưa Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp: nếu lại có người thọ trì danh hiệu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cho đến lễ bái cúng dường, chỉ trong một thời thì phước đức của hai người ấy đồng nhau không khác. Thầy Thích Đạo Thái nghe nói thế có phần cảm ngộ, liền chí thành quy hướng nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày đêm khẩn thiết trì niệm danh hiệu của ngài, không hề giải đãi. Thầy tinh tấn thực hành trải qua 4 ngày đêm. Bấy giờ lúc ngài đang ngồi trong mùng, bỗng nhiên thấy có quang minh từ ngoài cửa chiếu vào, và thấy hai bàn chân của Quán Âm Đại Sĩ bằng hoàng kim sáng rực chiếu khắp trong thất. Thầy Thích Đạo Thái lật đật vén mùng, quỳ xuống dưới đất cúi đầu đảnh lễ. Khi ngước lên thì cảnh tượng lạ lùng trang nghiêm ấy đã biến mất. Lòng thầy buồn vui lẫn lộn, toàn thân toát mồ hôi ướt đầm. Ngày sau đó liền cảm thấy trong người nhẹ nhàng thư thái, chứng trọng bệnh nói trên liền được dứt hẳn. Trích trong Cao Tăng Truyện. Câu chuyện số 2. Vào đời Lưu Tống có Phật tử tên là Thiện Tín, người ở Ngô Hưng, đối với Tam Bảo rất có tâm tinh kính.
Một hôm Thiện Tín mắc bệnh thương hàn nên không một ai dám đến gần săn sóc. Vì sợ lây nhiễm, Thiện Tín rất buồn khổ, không biết tính thế nào. Chỉ nghĩ rằng có một cách duy nhất là thành kính chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông trì niệm thánh hiệu Bồ Tát chỉ trong thời gian ngắn, thì bỗng có một tăng nhân đến nhà bảo rằng: "Ta đem thứ thuốc này để cứu độ đệ tử." Nói vừa dứt lời liền lấy trong túi ra một hộp thuốc tán đưa cho Thiện Tín bảo uống. Thiện Tín vâng lời, uống vào thì bệnh liền khỏi hẳn. Trích Cao Tăng Truyện. Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni dạy rằng: "Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì thần chú này, nếu còn sanh chút lòng nghi, tất không được tội nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp phá người, phá giới phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi, nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa xao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? 1. Không bị chết do đói khát khốn khổ. 2. Không bị chết do gông tù đánh đập. 3. Không bị chết vì oan gia thù địch. 4. Không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. 5. Không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. 6. Không bị chết bởi rắn rít độc cắn. 7. Không bị chết vì nước trôi lửa cháy. 8. Không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. 9. Không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. 10. Không bị chết vì điên cuồng mê loạn. 11. Không bị chết do té cây té xuống núi. 12. Không bị chết bởi người ác trù ếm. 13. Không bị chết bởi tà thần áp quỷ làm hại. 14. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế, sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành. 5. Tùy theo chỗ sanh thân cân thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc hòa thuận có ân nghĩa.
chính tùy theo chỗ sanh, vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được tội nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh, long thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật, nghe Pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh Pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bảo Phạm Vương rằng: Này Phạm Vương, nếu chúng sanh nào muốn tiêu trừ tai nạn ma chướng, nên lấy chỉ ngũ sắc xe làm một sợi niệt. Trước tiên tụng chú này 5 biến, kế tụng 21 biến. Cứ tụng xong mỗi một biến lại thắt một gút, rồi đeo nơi cổ tay hoặc bỏ nơi đẩy. Tâm chú Đại Bi đây do 99 ức hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói ra. Các đức Phật ấy vì thương xót muốn cho người tu hành công đức lục độ chưa đầy đủ mau được đầy đủ, mầm bồ đề chưa phát mau được phát sanh, hàng thanh văn chưa chứng may được chứng quả, các vị thần tiên trong cõi đại thiên chưa phát lòng bồ đề mau được phát tâm bồ đề. Nếu chúng sanh nào chưa được tính căn đại thừa, do sức oai thần của Đà Ra Ni này, hộp giống đại thừa tự sanh mầm và tăng trưởng, lại do sức từ bi phương tiện của ta khiến cho sự mong cầu của họ đều được thành tựu. Câu chuyện số 3. Triều nhà Đường Tri Huyền Pháp Sư họ Trần là người ở Hồng Nhã xứ Mỹ Châu. Pháp Sư thường tuyên thuyết diễn giải kinh luận đại thừa, hàng Phật tử cả tăng lẫn tục đều hoan nghênh ngưỡng mộ hết mình. Tuy vậy, Pháp Sư vẫn thường tự giận mình có giọng nói không đúng với thổ âm địa phương nên hiệu quả không như ý nguyện. Sau đó Pháp Sư lên núi Tường Nhĩ, ngày đêm chuyên tụng trì chú Đại Bi. Một hôm Ngài nằm mộng thấy một vị thần tăng đến cắt lưỡi của mình rồi thay vào chiếc lưỡi khác cho Pháp Sư. Đến sáng hôm sau, bỗng nhiên khi vừa cất giọng thì Ngài nhận ra âm thanh của mình đã trở thành thổ âm của người nước Tần, Trích Cao Tăng Truyền. Nam Mô A Di Đà Phật.